Năm 2022, con tôm mang về cho nước ta 4,3 tỷ đô la nhờ xuất khẩu. Tuy nhiên, đây cũng là ngành hàng phát triển nóng, khiến hạ tầng thủy lợi vốn đã không đáp ứng được, nay càng trở nên quá tải. Thông tin được đề cập tại hội thảo giải pháp môi trường phát triển bền vững ngành tôm tổ chức sáng nay tại tỉnh Bạc Liêu. Phóng viên Tấn Hưng sẽ thông tin chi tiết. Có một thực trạng ở đồng bằng sông Cửu Long, đó là hạ tầng thủy lợi và hạ tầng giao thông của ngành tôm trước đây là để trồng lúa. Vì vậy các địa phương chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm thì vẫn dùng chung hạ tầng này và không có nhiều thay đổi. Vì vậy ô nhiễm môi trường sau nhiều vụ nuôi liên tiếp là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi nghề nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển khá nóng. Chẳng hạn tại Bạc Liêu, định hướng tới năm 2025, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh toàn tỉnh là 3.900 ha, nhưng tới tháng 6 năm nay đã có hơn 3.000 ha, tức vượt kế hoạch trước 2 năm. Chính việc phát triển nóng như thế, cộng với điều kiện hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ, thiếu nước thường xuyên vào mùa khô, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, thiệt hại về sản lượng. Giải pháp được các chuyên gia đưa ra là đầu tư hạ tầng thủy lợi đồng bộ theo hướng cấp thoát nước riêng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, áp dụng mô hình ít thay nước, sử dụng công nghệ vi sinh và thực hiện mô hình liên kết nhằm hoàn thiện hạ tầng sản xuất đồng bộ.